cuộc sống, biết trân quý từng khoảnh khắc mà bạn có, khó mấy cũng thành. Tôi là Vũ Thành Vinh, đến từ Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Từng hát rất là dở và đôi khi bị nhiều người chê cười, nhưng bằng cố gắng nỗ lực của mình, cậu ấy đã có một vị trí. Và không biết là ngày hôm nay cậu ấy sẽ mang đến khoảnh khắc gì. Tôi thấy chính tôi trên sân khấu nghệ thuật. Và chính tôi sẽ mang đến câu chuyện gì trong những khoảnh khắc tiếp theo. Và Khoảnh Khắc Cuộc Đời xin được chào đón anh Nguyễn Phúc Lợi. Chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Hàn thực hiện với sự tài trợ của chuỗi nhà hàng ẩm thực Trần. Xin gửi lời chào bình an đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta lại có dịp gặp nhau để chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống. Mỗi một ngày trên HTV9 vào khung giờ quen thuộc 22 giờ 45 phút, chúng tôi đều muốn mang đến những khoảnh khắc ý nghĩa. Ngay khoảnh khắc này, chúng ta sẽ làm quen với bạn trẻ Nguyễn Phúc Lợi ạ. Xin chào Lợi. Dạ, em chào anh Vinh ạ. Chào tất cả quý vị khán giả đang coi chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời trên HTV ạ. Thường mỗi dịp xuân đến thì em hay làm cái gì? Thì em thường đi diễn các đoàn lô tô, thì anh thấy thường hoạt động hết công suất luôn hả? Dạ đúng rồi. Năm nay thì em với đoàn này diễn ở đâu? Dạ em diễn ở Sài Gòn Tân Thời. Khi mà đến với Sài Gòn Tân Thời á thì mọi người sẽ thấy cái gì nói về Tân Thời thì sẽ được đổi mới, những cái tiếng cười nó rộn rã hơn. Ở trong cuộc sống em có là cái người luôn luôn hoạt náo và vui vẻ không? Trong cuộc sống á, bạn bè em nói là em bị tăng động. Vậy hả? Nhưng mà hình ảnh này rất là hợp. Dạ. Áo dài cổ truyền của dân tộc. Dạ. Nhưng mà nó được kết hợp với một đôi giày rất là thời thượng. Anh thấy các bạn trẻ hiện nay có sự kết hợp khá là thú vị, dựa trên chất liệu của truyền thống kết hợp với những gì hiện đại. Dạ. Em nghĩ đó là cái cách mà tuổi trẻ ngày hôm nay có thể xích họ lại đến gần với những cái bộ môn nghệ thuật mình đang hướng tới không? Giới trẻ bây giờ là nên là giữ cái truyền thống chính gốc của Việt Nam của mình kết hợp với lại cái hiện đại để cho mình theo kịp cái thời đại hiện giờ và xu hướng của giới trẻ bây giờ. Bởi vậy mới có chữ là Tân Thời đấy. Anh còn biết là Sài Gòn Tân Thời giấc này còn nhiều chuyến lưu diễn ở châu Âu. Mới vừa rồi thì đi Pháp, Thụy Điển với lại Đức. Lần đầu tiên mà anh nghe được một đoàn lô tô mà người ta gọi là đi phục vụ ở trời Tây á, đúng không? Dạ, dạ đúng rồi ạ. Cái đó gọi là cho đoàn lô tô bên Sài Gòn Thời có một cái sự khởi sắc mới luôn. Ừ, trước đây thì đã đi Úc nè, đi Đài Loan nè. Dạ đúng bây rồi. Bây giờ đi xa hơn nữa. Khi mà một cái đoàn lô tô mà đi qua bên nước ngoài á thì rất nhiều bà con Việt kiều và đồng bào ở bên nước ngoài rất là ủng hộ nhiệt tình luôn. À. Giống như là lâu rồi chưa có được coi những cái lô tô mà hồi xưa khi mà người ta ở Việt Nam á, bây giờ là Sài Gòn Thời qua đem lên để là đổi mới hơn. Nói chung là cách tân hơn, là mới mẻ hiện đại hơn. Người ta rất là thích thú luôn. Dạ. Bây giờ quay trở lại với Phúc Lợi đi. Anh biết được là thời gian đầu á, em rất là nhút nhát, thậm chí là hát, đứng nói rất là rung. Nhiều người còn không tin là em có thể làm được điều đó, đó là đứng lên sân khấu có thể trình diễn những tiết mục. Hồi lúc mà mới vô cái lô tô này nè, khi mà em lên hát á, khán giả nói trời ơi sao mà cái thằng này nó hát dở dữ vậy, mà làm sao mà nó hát được vô cái lô tô. Hồi xưa em hát những cái câu mà lô tô không có ra gì luôn, nó không có vô nhịp luôn. Lúc một thời gian đó em bị kiểu mà giống như là em về nhà em nói chết cha rồi, tự nhiên á sao mà xui khiến cho mình vô đây rồi hả, bị chửi quá trời luôn, rồi không biết mình có nên tiếp tục theo lô tô hay không. Em nghỉ một thời gian luôn, em ở nhà mọi người cứ nói em hát dở thì em buồn lắm. Nhưng mà em có biết là em hát dở không? Dạ biết chứ. Cái đó phải là cái quan trọng á. Em biết em là hát dở luôn á, nhưng mà không biết làm sao mà khi mà em lên sân khấu á em hát bất chấp luôn, giống như là em một người khác luôn. Em hát cứ hát là hát à, em không biết ở dưới ai chơi khen vậy đó. Thì em bị trầm cảm, em ở nhà một thời gian á, có mấy người chị ở trong đoàn á gọi nói trời ơi sao dạo này không thấy mày đi hát. Ôi mới hát đâu, em hát dở quá rồi khán giả chơi nữa rồi bất công lên rồi mình ảnh hưởng tới đoàn nữa. Nó chợ không sao đâu trời ơi, có người này chơi có người kia khen chứ, có một số đang khán giả cũng mê mày lắm á, người ta coi là coi cách diễn chứ không phải coi hát, tiếng hát lô tô mà phải có người hát dở, người hát hay, người làm trò vui đổ gì á cho người ta có một cái nhìn phong phú hơn. Nhưng anh hỏi nè, từ cái lúc nhận ra là mình rất là yêu cái bộ môn này nhưng mình lại không có khả năng hát, rồi để từ từ mà khắc phục cái điều đó, em có tập luyện hay là tìm cách nào đó để cải thiện cái giọng hát của mình không? Dạ có. Khi mà em trong quá trình làm việc với lại các anh chị lô tô hồi xưa á, thì em có học được những cái câu lô tô, mấy anh chị lớn á chỉ cho em hát từng câu, từng câu, từng chữ luôn, từng nhịp luôn. Dạo gần đây á, nói chung là em có hát những cái bài mà vô đúng nhịp luôn. Thì những cái bài mới thì nếu mà em vô hát thì không có đúng nhịp thôi, nhưng mà hát cái giọng em á, hát dở thì nó hát vẫn dở, nhưng mà bây giờ là đỡ hơn, là
vô nhịp chút xíu. Đi diễn cũng có mấy người nói là ồ, dạo này cũng có tiến bộ, là hát ok rồi đó. Nói chung là em cũng vui. Người ta đến coi em á là không phải là coi gì giọng hát, coi gì cái năng lượng của em trên sân khấu á, nó tỏa ra cho khán giả dưới á. Qua cách diễn của em, qua cách mà em tư duy để mà em làm nghề. Đương nhiên rồi, anh vẫn muốn em cải thiện tất cả những cái điều đó, vừa hát tốt, vừa diễn hay và vừa có thể mang lại rất là nhiều cái năng lượng tích cực cho mọi người. Dạ. Anh thấy em cũng bắt đầu tự tin hơn, cũng đã có nhiều người yêu thích mình rồi. Dạ. Đó cũng là một cái cố gắng của em. Nhưng mà em có đặt ra một cái mục tiêu cho mình ở từng cái chặng đường sắp tới không? Có là mình cố gắng để vượt qua những cái mà mình chưa làm được. Em đặt ngay mục tiêu cho em là làm cách nào mà em có thể hát được trơn tru như là mấy cái anh chị. Em sẽ luyện tập, cố gắng luyện tập từng ngày để cho cái giọng hát của mình nghe cho nó dễ thôi. Hát đỡ vì bị phô, bị sai nhịp. Em cũng dự định là sẽ làm một cái kênh TikTok để cho em đến gần mọi người hơn một chút xíu. Thật sự luôn, ước mơ mà to lớn nhất của em á là được diễn kịch trên sân khấu. Mới đây nè, em có viết một cái vở kịch, đó là Đêm Kinh Hoàng lại Sài Gòn Tương Thời. Thì cái vở kịch đó, khi mà vở đó xuất đầu tiên luôn, được khán giả mọi người ủng hộ rất là đông, rất là nhiệt tình. Cảm giác mà thăng hoa lúc mà cuối cái vở kịch đó, mọi người đứng lên vỗ tay. Mà coi kịch đó thường thường là người ta coi gần cuối người ta về hết, nhưng mà lúc đó khán giả còn coi còn nghe hết nguyên cái khán đài luôn. Rồi khán giả đứng lên vỗ tay, em rất xúc động luôn, em khóc có nức nở luôn á. Nói chung là mừng lắm khi mà mình làm ra một cái tác phẩm được mọi người đón nhận, được mọi người ủng hộ. Cái đó là đoạn khắc mà em ghi nhớ nhất cuộc đời của em luôn. Và từ đây anh nghĩ Loto sẽ có một cái hướng phát triển mới. Cứ là ngoài việc ca hát thì chúng ta sẽ có thêm những cái vở kịch. Dạ đúng, tại vì chị Lộ là định hướng Loto á, sau này sẽ là kịch cùng Loto. Là sẽ lồng những cái kịch trong cái chương trình Loto. Đây là một cái sáng kiến của chị Lộ rất là hay. Em cũng khoái làm kịch đó, thật sự luôn. Khởi nghiệp của em á là một người diễn kịch, mê kịch. Anh nghĩ đó là cái xu hướng mới, cũng là cái mà em phát hiện ra để phát huy tối đa cái khả năng của mình. Đó là xuất phát từ một người diễn kịch, rồi bây giờ lại là tác giả nữa, viết ra kịch đó đó. Dạ. Nhưng mà em viết như thế đó, em có học ở đâu hay là cái năng khiếu bẩm sinh của mình? Từ hồi xưa giờ em chưa có học tập viết gì hết trơn á. Ừ. Lúc mà cách đây khoảng 3 năm thì em có theo học lớp của thầy Nguyễn Hữu Châu. Trong quá trình học đó em được thầy rèn luyện rất là kỹ. Nhân tiện khoảng cuộc đời này em cũng cảm ơn người thầy. Thật sự em rất nể phục thầy Nguyễn Hữu Châu là đã cho em một con người như ngày hôm nay. Tại vì hồi xưa em diễn á, diễn một kiểu mà một lối bất chấp vô tư lắm, bản năng, giống như bản năng lắm, kiểu mà không có điểm dừng. Thì qua một thời gian học với lại thầy á, thầy rèn luyện, thầy dũa cho em, nên em có thể tự tin em đứng một mình trên sân khấu em diễn. Nhờ công ơn của thầy, nhờ cái đó thì em cũng có tư duy viết về những cái vở mà kịch nhỏ. Tại thầy nói là khi mà mình làm diễn viên á, mình muốn mà đứng dựng á, mình phải tự có một cái kịch bản cho riêng mình. Cái này anh rất là muốn chia sẻ này, có nghĩa là bản thân em cũng biết được là mình đang thiếu cái gì. Dạ. Thì mình phải đi học. Mà rất là may mình tìm đúng người thầy, mà thầy đó chỉ cho mình rất là tận tâm. Từ đó em có thêm nhiều kiến thức đúng không? Dạ. Đấy, như ban đầu anh nói là từ một cái người không biết hát, thậm chí là bị rất là nhiều người chê, nhưng mà em không có nản. Em vẫn tìm cách nào đó để khắc phục những cái điều đó, đồng thời phát huy những cái thế mạnh của mình. Đó chính là cái người mà có thể diễn xuất, đặc biệt là có chất kịch ở trong người đúng không? Dạ. Bây giờ lại phát huy ra một cái khả năng mới nữa là có thể viết được những cái đoạn ngắn cho kịch. Từ cái ngắn này này nó sẽ phải có cái dài. Đôi khi chúng ta yêu một cái gì đó, nhưng mà có nhiều bạn chỉ yêu và đam mê nhưng mà không có sự cố gắng. Mình yêu nó là một chuyện, nhưng mà để thành công á phải cố gắng. Thì phải cố gắng biết tìm con đường mình đi nữa kìa. Như em á, bây giờ anh thấy con đường nó sáng hơn và cái vở đầu tiên đã mang lại những tín hiệu tích cực, thì anh cảm nhận được là em đang có rất là nhiều cái niềm vui để tiếp tục sáng tác. Những cái ngày mà em ở nhà em suy nghĩ nhiều cái trong đầu để viết lắm, muốn thực hiện những cái gì mình nghĩ trong đầu á, sắp tới này nè sẽ ra hết luôn. Yeah. Theo đúng cái dự định của em đang nghĩ luôn. Yeah. Sau cái thành công thì dự định của em sẽ là vở gì? Cái Đêm Kinh Hoàng thì em viết về cái thời phong kiến hồi xưa. Sau cái vở đó thì em sẽ dự định viết một cái vở hiện đại hơn, tươi trẻ hơn, đến gần nhiều hơn đến giới trẻ nữa. À, nó sẽ đương đại hơn đúng không? Dạ. Đặc biệt là tiếp cận các bạn trẻ. Dạ. Em có sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật không? Dạ không ạ. Khi mà em vô con đường nghệ thuật này á, gia đình em không có ai đồng ý hết trơn á. Mẹ em nói là mày vô cái nghề này á, biết lông bông không? Làm đâu có ra tiền đâu,
và sau này khổ nữa con. Em không nghe lời mẹ sao? Em vẫn quyết định luôn là em theo con đường này luôn. Hồi xưa là mẹ em kêu em học ngành du lịch. Ở trên đây em cũng xin lỗi mẹ em là em đã bỏ học để theo cái đam mê của em ở đây. Đến bây giờ thì mẹ em cũng chấp nhận được nhờ cái chương trình hồi xưa em thi, đó là chương trình Lotto Show. Lotto Show, dạ đúng rồi. Thì có một thời gian á, em trốn đi hát á, mình phải giả nữ đôi gì đó. Khi mà em diễn về á, em thay đồ ra, em nhét vô cái bếp ga, em giấu ở đó, tại vì nhà em nhỏ lắm, không có chỗ giấu á. Em nghĩ là chỗ nào nguy hiểm nhất là an toàn nhất. Ai ghè lúc mà mẹ em dọn á, thấy được quá trời đồ con gái á, mẹ em tức lên, mẹ em đốt hết trơn luôn. Mà mấy cái đồ đó ha, em đi diễn á, để dành tiền á, em mua khó lắm mới được. Tại hồi xưa em diễn á, đâu phải như bây giờ đâu. Khi mà đi diễn show ngoài á, có khi được có 50 ngàn à. Mình diễn ở Lotto hoặc là diễn kịch cũng vậy á, nó tùy theo cái lượng khán giả. Ví dụ khán giả đông á thì mình được tiền nhiều, còn khán giả ít á thì mình được tiền ít, có khi không có được tiền nữa. À, như là cái giai đoạn mà em được lên truyền hình á, mẹ em có xem và mẹ em cũng thấy bắt đầu thay đổi. Dạ đúng rồi ạ. Hồi xưa mẹ em không có tin em làm được đâu. Nó tại vì ở nhà em mới nói chuyện với ai chứ, nhút nhát lắm. Mà mẹ em đâu có biết là em khi mà em bước ra đường á, em nói như một con sáo luôn. Nếu có một cái điều gì đó muốn chia sẻ với mẹ ở trên sóng truyền hình này, dạ, thì em sẽ nói điều gì với mẹ? Mẹ yên tâm đi, con theo con đường này nhất định con sẽ làm được. Con sẽ làm được những gì mà mẹ chưa từng thấy và làm cho mẹ hãnh diện về con. Em có chia sẻ với mẹ thường xuyên không? Khoảng cách đây cũng cỡ nửa năm thì ở nhà có hai mẹ con, em với mẹ em cũng nói chuyện cũng bình thường. Nói chung là ở nhà em với mẹ em cũng không hợp nữa, nói chuyện một hai câu được cái bị cãi lộn nhau. Anh hiểu điều đó, ở trong nhiều gia đình chứ không phải riêng em đâu. Dạ. Vẫn có những cái điều mà chúng ta chưa kết nối được, bởi vì có những quan điểm khác nhau đúng không em? Nhưng mà anh có một lời khuyên như vậy nè. Thực sự là mình đi làm nghệ thuật, rồi mình cũng viết ra những tác phẩm, mình cũng muốn cho cuộc đời nó tốt hơn. Vậy thì bản thân mình á, cũng chủ động chút, cuối cùng mẹ cũng vì thương mình thôi. Nhưng mà cái sự lựa chọn của mình mẹ chưa hiểu hết. Nhưng mà em có một cái điều nói anh nghĩ là mẹ em rất là vui. Em sẽ cố gắng để cho mẹ thấy là con của mẹ có thể làm được. Em có một điều này hồi xưa giờ từ nhỏ đến lớn luôn, em chưa từng mở miệng ra nói một lời xin lỗi với mẹ. Thì nhân tiện đây, những cái gì mà hồi xưa giờ em đã làm sai, những gì mà em không đúng với mẹ, con muốn xin lỗi mẹ. Anh nghĩ là mẹ sẽ nghe và mẹ sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc hơn, vì con của mẹ cũng đã cố gắng hiểu hơn từng ngày. Anh có một cái điều này rất là muốn phúc lợi, coi như là cái tâm sự của anh và cái mong muốn của anh đi. Em nói là em sẽ cố gắng rất 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 nhiều để cho công việc của mình mỗi một ngày tốt hơn, để chứng minh với mẹ rằng con có thể làm được. Thì em cũng sẽ cố gắng thêm ở cái phần kết nối với mẹ, coi như là mình cũng cảm thấy là mình là cái người gần với mẹ hơn. Khi mẹ vui và hạnh phúc, anh nghĩ là em sẽ hạnh phúc. Dạ đúng rồi, em thấy mẹ vui thì em vui. Con nghĩ cô đã nghe được tất cả những gì mà Phúc Lợi muốn chia sẻ. Và con nghĩ chắc chắn là một điều là cô cũng vậy, cô cũng muốn là Phúc Lợi mỗi ngày mỗi hạnh phúc hơn, đặc biệt là trong công việc của mình. Cảm ơn Lợi rất là nhiều vì đã đến đây chia sẻ những cái khoảnh khắc riêng tư của mình, nhưng anh nghĩ cũng là những cái giá trị mà chúng ta cố gắng gìn giữ đó. Chúc cho em mỗi ngày mỗi thành công hơn, và đặc biệt là gia đình mình sẽ hạnh phúc. Dạ em cảm ơn Vinh ạ. Cảm ơn Lợi vì đã có mặt trong khoảnh khắc cuộc đời. Dạ. Ở khoảnh khắc cuối này thì nhân vật của chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn. Thứ nhất là chia sẻ về bản thân của mình, thứ hai là về những người thân, thứ ba là về cộng đồng. Xin mời em. Dạ, em xin chia sẻ về cộng đồng. Xin mời em. Như các bạn đã thấy, nếu các bạn đam mê, các bạn yêu thích, nhưng điều quan trọng các bạn phải có cố gắng, phải có nghị lực, thì những cái gì các bạn đam mê, các bạn yêu thích, các bạn sẽ được thành công. Cảm ơn Lợi rất là nhiều vì ngày hôm nay đến chia sẻ câu chuyện của mình. Và anh cũng chúc cho em mỗi ngày mỗi thành công hơn nữa. Dạ, cảm ơn anh. Và chúng tôi cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã yêu thương khoảnh khắc cuộc đời. Đây là khoảnh khắc cuộc đời năm thứ tư, và chúng ta có hẹn với nhau 24 giờ tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình khoảnh khắc cuộc đời với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Hàng thực hiện với sự tài trợ của chủ nhà hàng ứng trực Trần.
Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.